gần vui nhất có thoại đồng gió là con xe trong sân điện lý phục vụ. Dù là ngày nào thì cũng thật sâu bồ, nhưng sao vẫn thấy thật an nhiên. Đầu tiên lại qua phố chắc đi sau đó dạo một vòng bờ hồ. Qua lò đúc đã bắt phượng bò dẫn từ bếp đây không hề hồ đồ. Tốt nhất đừng nên giờ cho là một cốc trà đá sông rẽ thẳng vào chợ Đồng Xuân. Chúng ta đích đến chính đây như là ở Hồng Tâm. Có chợ Đồng Xuân vui nhất, có chợ Đồng Xuân. Mùa nào thức nấy, xa gần đến mùa. Mà cổng giữa có chỉ hàng dừa, hàng cau, hàng quý, hàng dưa rồi hàng hồng. Ai ơi đứng lại mà chờ. Người tình kiếp trước, người xinh đẹp bằng phố